Đấy, đâm quay nhá. Đến nhường tiền này. Được, sợ gió nó đổ. Cho cao thì mình phải giữ. Thế để chân vào đây. Đang quay rồi đấy. Giữ chân đấy. Rồi. Đây là điểm dừng chân tại một nửa đường. Hungary. Tại Hungary rồi. Budapest. Đấy. Hôm nay là đến giờ trưa là chúng tôi tạm dừng nghỉ để ăn trưa. Còn khoảng 100 cây nữa, hơn 100 cây nữa mới đến điểm tham quan đấy được. Cái địa cái này của họ. Đấy. Điểm dừng chân ăn đi, thoải mái. Đấy. Rồi đấy. Không cầm đi lại được, cầm đi nó chung nó lắm. Vâng. Cái kiểu của ông hỏng rồi. Ừ. Hỏng nửa tháng rồi mới về chứ. Thế mà đầu ngày này thì quay một cái gì. Nhớ đi rồi. Mua thì thế nhưng mà bây giờ ấy. Mới hôm nay quay tạ thôi. Anh quay từ chỗ ông thắng ra chặt xe đây rồi. Đó. Ông có tự nhiên chứ không? Ông đuổi theo cứ vào ông tính chứ chứ. Không. Vào trong khám thì đừng vào lông khoảng. Vào thông khoảng. Không, không phải vũ. Đấy. Nam cầm cũng đi. Nam cầm đứng lên là Nam quay một vòng là nó không bị thế động thủ. Nên đi chặn. Trời nắng này quay đẹp thế nhỉ? Đâu, ngon mà. Cái kiều ấy. Nó có hòa mà. Không, còn quên mất cái đầu của nó cắm vào cái bom kia. À. Thế thì đấy. Còn thôi. Con từ đâu là nó quên ở nhà. Đưa nó vào không thắng cái thứ. Không, ông ăn rồi. Ông ăn rồi, ông ăn rồi. Lóng này ăn rồi. Ăn bánh mì. Em ăn một miếng bánh mì, một cắp ngô, với hai con giò rồi, hai miếng đường. Điểm nghỉ chân này rất đẹp luôn, mát. Đúng điểm dừng chân ông đủ hỏng ghim. Ăn miếng thì lúc mới lấy thì kiểu như thế nào đâu mà nói. Còn một đĩa ông Nguyên sẽ có đánh khoai đĩa. Hôm qua mình tặng khoai này ăn mà tặng khoai đây ăn á. Ông ăn là thế thôi. Nó mát khổ. Thế thì ông cho cháu ăn với cháu hay ho lắm. Hay là cái cành này. Này còn cái cành gì hả? Có con kiều không? À, con kiều. Còn vẫn nguyên một đĩa. Nghe đây ông bảo là ăn hết rồi là cháu thấy ham ham rồi đấy. Kiều ham hố. Kiều còn nguyên một đĩa luôn. Và không ăn sống thì phải hấp lên. Thank you.
Không khênh được ông ạ. Đều ngó mà ai cũng không khênh được. Hai chị em lấy ăn kiểu khác. Đúng rồi. Đúng rồi. À. Bác Việt ơi. Ơi. Bác có mang múa đinh, múa điếc cái gì máy cắt không? Cắt cái chân để mê vào lấy vô. Ông vừa bảo mê vào rồi gốc cây. Đang cứ để ngoài này. Vâng. Chuyển hướng chưa? Ông ăn ngô. Thôi, quay. Quay đây. Đang quay mà đi thẳng thẳng về đấy nhá. Đó là
bia vào là giả rồi. Những nước canh uống bia vào là giả. Hết khác nữa, không có bán. Canh là phải rượu. Mà cái đội mũ của nó. Để học hỏi các kỹ đã không kinh nghiệm kỹ đó. Hai ông quay phim về hai ông đi này thì còn mỗi cái bãi đất rồi. Cái quả đi gậy đó cứ đều đâu rồi. Hai ông quay camera cũng phải hơi dưới là cắt ra là ông mua này. Tất từng này của ông là ông gần 50 ông ăn chơi chơi ông 50 nghìn chơi nhiều lắm ông mua một phát này cục điện chơi nhiều loại luôn sạc pin này 50 triệu đây cái này 14 Toro Max đấy ở trên sạc pin bảo pin không cao một kẻ hôn chà ông bảo là ông đi mua điện thoại vào đóng cất ông. Ông bảo ông giấy này cái nó khó lắm đấy. Đấy, 20.000 AM là khỏe đấy, nhiều lắm. Nhiều lắm, 20.000 AM. Nặng nhiều. Nặng nhiều lắm. Ông mua cái này là qua vậy là ông tăng sạc điện thoại luôn. Sạc cân rồi sạc điện thoại luôn. Không, không. Ông lắp đây là cái này, hút đây là chắc chắn là sạc một loại nữa. Hút đấy. Đó, nếu mà có cái đấy là có đấy. Sạc mà đặt lên thùng kia là tự sạc được. Thùng kia là tự sạc được. Thùng kia là nó nguồn nó vào trong kia rồi. Đặt cái lên thùng sạc lên thùng kia. Đây là hút à, hút rồi, hút, 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 hút dính. Hút dính. Hút mà hút kẹp, hút kẹp mà, kẹp, hút, kẹp, hút, kẹp, hút, hút. Kẹp, hút, 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 hút. Vẫn có cây dữ này. Chân này cao lắm, chân này phải mét chưa? Đặt ra máy quả kìa. Đặt ra máy quả kìa. Đấy. Đấy ra máy quả không có đồ sạc.
đi một mạch luôn nhá, không nghỉ đâu nhá. Ừ, chứ không nghỉ nữa. Không là muộn đấy, muộn lắm rồi. Bao nhiêu trăm cây nữa mà. Tiếng nữa mà, trăm cây thì chắc. Tiếng, tiếng. Chơi như phải đi lấy đâu mà. Thật chứ, cưa chỉ để tôi giải được rồi. Bố cũng phải ra mà xem. Nóng không? Thật chứ. Bỏ mưa nhá, bên xe bỏ mưa. Không có gì phụ quần cả em nhau, không có gì phụ quần cả. Kiểu mưa rồi đấy. Phụ quần may bóp. Rộng hơi che cái chân quốc cái gì hả ông ấy mặt rộng ra những người ông bé sẽ hết chỉ còn khó nữa rộng cũng khó rộng rồi ok sự che lấp cái ok thôi chào tạm biệt chúng tôi đoàn lại tiếp tục lên đường đến thành phố biên nào à ở hung à Budapest à Budapest à đấy Budapest.